Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 6 tháng 6, Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 15. Tiếp đó, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội họp riêng để xem xét quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền. Phát biểu kết thúc toàn bộ phiên chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết đã có 193 lượt đại biểu Quốc hội phát biểu, trong đó 162 lượt đại biểu chất vấn, 31 lượt đại biểu tranh luận. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, các bộ trưởng, trưởng ngành tiếp thu tối đa ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, phát huy những kết quả đạt được, tập trung khắc phục kịp thời, đầy đủ, hiệu quả những tồn tại hạn chế trong từng lĩnh vực, tiếp tục thực hiện quyết liệt hơn, đồng bộ hơn, toàn diện hơn, hiệu quả hơn các nhiệm vụ đã đề ra trong thời gian tới. Tiếp đó, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội họp riêng để xem xét quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền. Theo đó, Quốc hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua nghị quyết bầu Phó Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Nguyễn Thị Thanh, trưởng ban công tác đại biểu, Phó trưởng ban tổ chức Trung ương với tỷ lệ 465 trên 467 đại biểu có mặt tán thành, chiếm 95,48% tổng số đại biểu Quốc hội. Quốc hội đã thông qua nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ 468 trên 469 đại biểu có mặt tán thành, chiếm 96,10% tổng số đại biểu Quốc hội. Theo đó, ông Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã được phê chuẩn làm Phó Thủ tướng Chính phủ. Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an được Quốc hội phê chuẩn trở thành tân Bộ trưởng Bộ Công an, nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp đó, sau khi nghe tờ trình của Chủ tịch nước Tô Lâm, Quốc hội cũng đã phê chuẩn Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh đối với tân Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang.